Xin cảm ơn quý khán giả vẫn đang dự hệ thống băng tầng VNATV và kính mời quý khán giả quay trở lại bản tin Á Châu trong ngày hôm nay. À, bản tin Á Châu cho thấy rằng trận lụ thứ ba đã đổ về sông Dương Tự, đập Tam Hiệp đã phải xả nước kỷ lục. Đập Tam Hiệp đang giảm lượng nước lên đến 37%. Theo như lời mồ người lời của người kỹ sư cao cấp là Juan Juley của tập đoàn Tam Hiệp cho biết, điều này có thể giữ cho mực nước ở các trạm quan sát thủy văn quan trọng ở Hạ Lưu trong phạm vi an toàn và đồng thời nhận định việc này cũng có thể giảm bớt về tình trạng mưa lũ, cũng như là giảm sức ép lên khu vực Trung và Hạ Lưu của sông Dương Tử. Nước lũ đã bắt đầu vào ngày 28 tháng 7 và rút. Đập Tâm Hiệp đang tăng xả lũ lên mức là 2.000 mét khối dây, sau khi mực nước ở Hạ Lưu cũng đã giảm. Tuy nhiên, thì việc điều tiết lượng nước đang trở nên khó khăn vào thời điểm này. Mưa lũ liên tục kể từ đầu tháng 6 tại nhiều khu vực ở phía nam Trung Quốc khiến cho lượng nước ở nhiều sông hồ đều ở mức nguy hiểm. Trong khi thì mưa lớn dự kiến sẽ vẫn còn tiếp diễn trong vài ngày tới. Dù vậy thì các chuyên gia cũng khẳng định, mực nước tại hồ chứa của tập Tâm Hiệp sẽ không gây ra mối đe dọa với hệ thống kiểm soát của con đập này. Đập Tâm Hiệp với chiều dài là 2.309m và chiều cao là 185m, đi vào vận hành từ năm 2003. Đập Tam Hiệp vẫn sẽ tiếp tục xả nước để đảm bảo đủ sức chứa nhằm chuẩn bị cho các đợt mưa lụt tiếp theo. Cũng theo kỹ sư Gao, thì ông nói chúng tôi ước tính thì đợt trận lũ lụt thứ ba sẽ được kết thúc vào cuối tháng 7. Và một vụ nổ lớn tại một nhà hàng ở Nhật Bản đã khiến cho 18 người đã thương vong. Sáng ngày 30 tại tháng 7, thì một vụ nổ lớn đã xảy ra tại tỉnh thành phố Koriyama thuộc tỉnh Fukushima của Nhật Bản và làm ít nhất là một người thiệt mạng, 17 người bị thương. Theo như Sputnik, đại dẫn nguồn của đài truyền hình NHK của Nhật Bản cho biết, vụ nổ xảy ra vào khoảng 9 giờ sáng tại một nhà hàng trong thành phố Koriyama. Đài truyền hình Nhật Bản cũng cho biết rằng các nhân viên và khách hàng gần đó đã được di tản sau khi vụ nổ xảy ra. NHK đã nhờ nhận lời thông báo từ Sở Cảnh sát và Sở Cứu hỏa của tỉnh Fukushima cho biết, ít nhất một người thiệt mạng và 17 người bị thương. Hai người đã không thể đi lại và được chuyển đến bệnh viện, và những người nạn nhân khác cũng bị thương. Hiện chưa rõ về tình trạng của hai người như thế nào. Sputnik cho biết rằng vụ nổ đã xảy ra lớn và phá hủy nhà hàng, cũng như là gây ra thiệt hại lớn cho các cơ sở hạ tầng lân cận. Các quan chức của Toho Bank là nơi có trụ sở gần với hiện trường cũng đã báo cáo rằng Hai nhân viên của họ và hai khách hàng sử dụng máy ATM đã bị thương sau vụ nổ. Hiện cảnh sát đang tiến hành điều tra. Về nguyên nhân của vụ nổ vẫn chưa được xác định. Theo như một số nguồn tin cho biết thì có thể đã xảy ra rò rỉ khí gas trong nhà hàng. Và quay đến với một bản tin từ Trung Quốc cho thấy rằng những thông tin về hoạt động của chuyên gia của Tổ chức Y tế Thế giới tại Trung Quốc. Theo như thông báo của Bộ Ngoại giao Trung Quốc vào ngày 29 tây tháng 7, thì có hai chuyên gia của Tổ chức Y tế Thế giới đã đến đây vào giữa tháng 7 để thực hiện các cuộc tham vấn về hợp tác khoa học giữa hai bên trong vấn đề truy tìm về nguồn gốc của virus SARS-CoV-2. Trong thời gian cách ly, các chuyên gia của Tổ chức Y tế Thế giới và Trung Quốc đã tổ chức nhiều cuộc họp trực tuyến đi sâu trao đổi về việc nghiên cứu khoa học trong các lĩnh vực như là nhóm người đã lây nhiễm, môi trường, phân tử virus, cũng như truy tìm về nguồn gốc trên động vật và phương thức virus đã lây truyền của giới khoa học toàn cầu. Và kế hoạch tiếp theo của việc nghiên cứu khoa học. Theo như người phát ngôn của Bộ Ngoại giao Trung Quốc là Uông Văn Bân, một lần nữa cũng đã nhắc lại về điều tra nguồn gốc virus là một vấn đề khoa học cần được các nhà khoa học thực hiện thông qua nghiên cứu và hợp tác quốc tế trên toàn cầu. Công việc này là một quá trình liên tục và có thể liên quan đến nhiều quốc gia và khu vực. Ông đã bày tỏ hy vọng là các quốc gia có liên quan có thái độ tốt trong hợp tác với Tổ chức Y tế Thế giới để truy tìm về nguồn gốc của COVID-19. Trước đó vào ngày 13 tây tháng 7, thì Bộ Ngoại giao Trung Quốc cũng đã lần đầu tiên xác nhận sự xuất hiện của các chuyên gia Tổ chức Y tế Thế giới là những người đến Bắc Kinh từ ngày 10 tây tháng 7 để mở đường cho một phái đoàn khoa học quốc tế do Tổ chức Y tế Thế giới dẫn đầu nhằm tìm hiểu về cách virus SARS-CoV-2 đã xâm nhập từ động vật sang người. Và bản tin đến từ Triều Tiên cho thấy rằng cũng Triều Tiên phun thuốc tẩy trùng ở Bình Dưỡng để chống Covid-19. Vào ngày 29 tây tháng 7, thì đài truyền hình nhà nước Triều Tiên đã chiếu cảnh những công nhân ở Bình Dưỡng đang phun tẩy trùng trên các đường phố để phòng chống dịch Covid-19. Sau khi người bệnh đầu tiên được công bố, thì Triều Tiên đã phong tỏa thị trấn Kaesong trên biên giới với Hàn Quốc. Theo hãng thông tấn KCNA, thì các nhà chức trách đang thực hiện các biện pháp cách ly nghiêm ngặt và cung cấp các dụng cụ xét nghiệm, quần áo bảo hộ và dụng cụ y tế. Theo như ông Rio Kionho, là giám đốc của Trung tâm Chống Dịch Bệnh và Vệ sinh tại Lưu vực Sông Đại Đồng, Thia Đông đã cho biết. Ông nói chúng tôi đã kiểm tra y tế cho cư dân địa phương và công nhân trong khu vực để tầm soát là xem có ai bị sốt hay là có các triệu chứng gì hay không nhằm để phát giác những người nhiễm để lên kế hoạch điều trị ngay lập tức các biện pháp trên được đưa ra sau khi nhà lãnh đạo Triều Tiên Kim Jong-un đã tuyên bố về tình trạng khẩn cấp ngày 26 tháng 7, khi có một người Triều Tiên đào tẩu sang Hàn Quốc cách đây 3 năm đã trở về từ Kheosong với các triệu chứng đã nhiễm COVID-19. Theo như báo cáo của Triều Tiên với Tổ chức Y tế Thế giới, tính cho đến ngày 16 tháng 7, thì Triều Tiên đã xét nghiệm 1.211 người và tất cả đều cho kết quả âm tính. Hiện thì có 696 người đang được cách ly. Và quay đến với một bản tin từ Hồng Kông kính thưa quý khán giả. Hồng Kông cũng đã bắt 4 người theo luật an ninh mới. Cảnh sát Hồng Kông bắt 4 sinh viên theo luật an ninh mới, do những người này có liên quan về nhóm một ủng hộ độc lập cho đặc khu. Theo như người phát ngôn viên của cảnh sát là Lee Kwan Watt đã nói với các phóng viên trong một cuộc họp báo vào ban đêm ngày 29 tây tháng 7. Các nguồn tin và các cuộc điều tra của chúng tôi cho thấy, nhóm người này gần đây đã công bố trên mạng xã hội thành lập một tổ chức để ủng hộ cho độc lập Hồng Kông. Ông Lee cho biết thêm, máy tính điện thoại và tài liệu của bốn người đã được bị tịch thu. Họ đều là học sinh, sinh viên, với độ tuổi từ 16 cho đến 21. Sinh viên theo chủ nghĩa địa phương, đây là một nhóm người trẻ đã tuyên bố ủng hộ cho nền độc lập của Hồng Kông, và cũng cho biết rằng thủ lĩnh của nhóm là Tony Chung, 19 tuổi, đã bị bắt. Trong khi đó, thì chính trị gia và truyền thông địa phương cũng đã xác nhận, có ba cựu thành viên nhóm này nằm trong số của những người bị bắt. Vào tháng trước, thì sinh viên theo chủ nghĩa địa phương đã tuyên bố giải tán sau khi Bắc Kinh thông qua luật an ninh mới. Nhóm đã bài nhiệm toàn bộ các thành viên và nói rằng chỉ tiếp tục hoạt động tại nước ngoài. Tuy nhiên, thì ông Li cho biết hành động vi phạm ở nước ngoài vẫn có thể bị truy tố. Luật an ninh Hồng Kông hình sự hóa 4 loại tội phạm an ninh quốc gia, gồm có ly khai, lật đổ, khủng bố và thông đồng với nước ngoài, hoặc là các phần tử bên ngoài để gây nguy hiểm cho an ninh. Và tại Ấn Độ cũng đã nhận được 5 tiêm kích Rafael. 5 tiêm kích Rafael đầu tiên của Ấn Độ được mua từ Pháp, được hạ cánh ở căn cứ không quân Ampala, tiểu bang Haryana, miền bắc của Ấn Độ. Ấn Độ đã phun vòi rồng để chào mừng khi các máy bay hạ cánh tại căn cứ Ampala, cách với biên giới Trung Quốc và Pakistan khoảng 200 km. Bộ trưởng Quốc phòng Rindad Sainz hôm nay viết trên Twitter cho rằng, sự xuất hiện của các tiêm kích đã đánh dấu một sự khởi đầu, một kỷ nguyên mới trong lịch sử quân sự của chúng tôi. Các tiêm kích sẽ làm cho không quân Ấn Độ mạnh hơn nhiều để ngăn chặn mọi mối đe dọa có thể xảy ra trên đất nước của chúng tôi. Ông đã không trực tiếp đề cập đến Trung Quốc, nhưng theo như giới truyền thông và các nhà quan sát cho rằng, bình luận của ông rõ ràng nhắm vào nước láng giềng này. Ông Sai đã viết, nếu có ai chỉ trích hay là lo lắng về sức mạnh mới của không quân Ấn Độ thì đó hẳn là những bên muốn đe dọa toàn vẹn lãnh thổ của chúng tôi. Vào năm 2016, thì Ấn Độ đã ký một thỏa thuận với trị giá là 8.7 tỷ đô la để mua 36 tiêm kích Rafale do tập đoàn Dassault Aviation của Pháp sản xuất. Họ dự kiến bàn giao tất cả máy bay vào trước cuối năm 2021 và người cháu nội của ông Lý Quang Diệu cũng đã bị phạt gần 11.000 đô la. Lý Thằng Vũ là con trai của Lý Hiển Dương và là cháu nội của ông Lý Quang Diệu đã bị tuyên phạt gần 11.000 đô la vì đăng bài viết xem thường tòa án Singapore. Theo như thẩm phán Kanan Roy thuộc tòa án tối cao Singapore đã tuyên phạt, 15.000 đô la Singapore tương đương 11.000 đô la Hoa Kỳ đối với Lý Thằng Vũ vì coi tội coi thường tòa án có liên quan đến một bài đăng trên Facebook cá nhân của anh vào năm 2017. Lý Thần Vũ, 35 tuổi, là công dân Singapore, hiện là giáo sư trợ lý tại Đại học Harvard và đang sinh sống tại Hoa Kỳ. Theo như thẩm phám Ramesh tuyên bố, nếu không đột phạt trong vòng 2 tuần, ông Lý sẽ phải chấp hành án tù một tuần. Ngoài ra, thì thẩm phán cũng đã yêu cầu ông Lý phải trả giá, án phí và các chi phí khác. Theo như đại diện của Bộ Tư pháp cho hay, Ông Lý đã được thông báo về phiên tòa ngày hôm nay, nhưng đã vắng mặt. Và một người doanh nhân đã biến một văn phòng thành nơi điều trị COVID-19 tại Ấn Độ. Doanh nhân có tên là Shais đã quyết định chuyển văn phòng làm việc của mình tại tiểu bang Gujarat, là một thành cơ với thành cơ sở có 85 giường bệnh để điều trị miễn phí cho những người nghèo đã nhiễm nCoV. Trong lúc đó, thì các bệnh viện công tại Ấn Độ phải vật lộn để đối phó với tình trạng những người nhiễm COVID-19 đang tăng nhanh. Thì nhà đầu tư bất động sản Kadasai ở thành phố Surat thuộc tiểu bang Gujarat phía tây của Ấn Độ đã đến một bệnh viện tư điều trị sau khi được xác nhận là nhiễm nCoV vào tháng trước. Sau 20 ngày đã điều trị, thì ông phải trả viện phí rất cao. Ông cho biết, chi phí điều trị tại một bệnh viện tư rất lớn, làm thế nào thì người nghèo có thể trang trải nổi cho việc điều trị như vậy? Vì vậy thì tôi quyết định là một cái điều gì đó và đóng góp trong cuộc chiến chống lại loại virus chết người này. Sau khi bình phục thì ông đã được chính quyền địa phương chấp thuận để chuyển văn phòng rộng 2.800m2 của mình thành một cơ sở y tế có 85 giường bệnh. Chính phủ sẽ cung cấp dụng cụ, thuốc men và trả lương cho đội ngũ y tế. Trong khi đó thì ông sẽ mua giường, đệm, chạy giường và chi tiền điện. COVID-19 đã xuất hiện tại hơn 210 quốc gia và các vùng lãnh thổ, và khiến 16.9 triệu người đã nhiễm, gần 664.000 người tử vong. Ấn Độ hiện là một vùng dịch lớn thứ ba trên thế giới, với 1.5 triệu người đã nhiễm và 34.000 người đã tử vong. Và tin tặc của Trung Quốc đã bị tố là tấn công mạng Vatican. Công ty an ninh mạng của Hoa Kỳ cho rằng các tin tặc có thể liên quan đến chính phủ Trung Quốc vì đã xâm nhập vào mạng máy tính của Vatican. Theo như Recorded Future là một công ty an ninh mạng của Hoa Kỳ, có trụ sở tại tiểu bang Massachusetts cho hay, vụ tấn công bắt đầu vào tháng 5, trước khi Vatican và Bắc Kinh đã lên kế hoạch đàm phán về đổi mới thỏa thuận mang bước ngoặt vào năm 2018, nhằm để ổn định quan hệ giữa Trung Quốc và giáo hội. Báo cáo của Recorded Future cũng cho biết, mục tiêu của các tin tặc Trung Quốc là thông tin liên lạc giữa các giáo phòng Hồng Kông với Vatican. Phương pháp và công cụ được nhóm tin tặc sử dụng, giống với các nhóm tin tặc trước đây đã bị cáo buộc do nhà nước Trung Quốc hậu thuận. Phát biểu tại buổi họp báo thường nhật ở Bắc Kinh, thì người phát ngôn viên của Bộ Ngoại giao Trung Quốc là Vương Văn Bân khẳng định, nước này là một người bảo vệ trung thành trong vấn đề an ninh mạng. Ông Vương cũng cho rằng cần có bằng chứng, chứ không phải là phỏng đoán khi điều tra về các vấn đề có liên quan đến an ninh mạng. Trước đó thì Bắc Kinh luôn phủ nhận các cáo buộc cho rằng họ đã tham gia vào các cuộc tấn công mạng, đồng thời thường khẳng định mình là một nạn nhân trong các mối đe dọa tương tự. Và một lần nữa xin kính mời quý khán giả vẫn tiếp tục những hệ thống băng tầng VNITV và đến với một vài cơ sở thương mại đã bảo trợ cho chương trình. Trước khi chúng tôi quay trở lại bản tin Hoa Kỳ và Việt Nam, xin cảm ơn.